Chào tất cả các anh chị và các bạn, chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã đến với kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm đang rất là hot trên thị trường, đó chính là serum giảm mụn Oriskin Gen Z mọi người nhé, White Acne Serum. Đây nó là một cái dòng sản phẩm mà nó ra mắt trên thị trường được khoảng một thời gian rồi. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn nhận được rất là nhiều sự quan tâm nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói kỹ hơn cho mọi người về cái công dụng của cái sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái cách thức để làm sao chúng ta có thể phân biệt được hàng thật hàng giả cái sản phẩm này, để chúng ta mua đúng hàng chính hãng mọi người nhé. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0966 636 631, để khi mà chúng ta cần tư vấn kỹ hơn thì chúng ta có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với mình nhá. Thì đây chính là cái sản phẩm serum White Acne Gen Z, với công dụng chính của nó là ngừa mụn cho chúng ta và làm dưỡng sáng da cho chúng ta rất là tốt nhá, đánh bay những cái loại mụn, tất cả các loại mụn luôn đấy mọi người. Và ở trên này nó có ghi rất là rõ này, đây bên này nó là tiếng Việt này, đó tiếng Việt tiếng Anh này. Cái này thì một cái lọ như thế này ấy, thì nó là dung tích của nó là 15ml đấy, và ở trên đầu hộp thì nó sẽ được bao bọc bởi một cái lớp màng co rất là chắc chắn. Dưới đáy ấy, thì nó sẽ ghi rất là rõ cái ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm nhé. Còn bên này ấy, thì ghi rất rõ này, thành phần của sản phẩm 100% là thiên nhiên, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái công dụng của nó. Công dụng nhá, hỗ trợ làm giảm các cái loại mụn như là mụn bọc này, mụn trứng cá, mụn mủ viêm, mụn cám, mụn đầu đen, mụn ẩn dưới da, giảm hiện tượng gây kích ứng như là đau rát, ngứa, khó chịu do mụn, mang đến cảm giác rát nhẹ nhàng dễ chịu đấy, kiểm soát cái lượng dầu thừa, bã nhờn cho da luôn thông thoáng, xe khít lỗ chân lông cho chúng ta, hỗ trợ làm lành các vết sẹo và làm mờ các vết thâm, da phục hồi và trắng hồng mịn màng đấy. Và cách dùng đó là chúng ta làm sạch da mặt, chấm 1 đến 2 giọt tinh chất serum lên vùng mụn, thoa đều ra xung quanh một lớp mỏng, vỗ nhẹ nhàng để serum hấp thụ nhanh dưỡng chất, dùng ngày 2 lần sáng và tối mọi người nhé. Đó thì cái công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, nó chính là công ty cổ phần Oriskin đấy, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và này là cái mã vạch để chúng ta có thể quét sản phẩm. Cái này nó là mặt đáy của sản phẩm, ghi rất là rõ số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng nhá. Ở trên đầu của hộp ấy thì nó sẽ có một cái tem chống giả, thì ở cái phần sau của video mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức kiểm tra làm sao để chúng ta mua đúng hàng chính hãng. Bây giờ thì mình sẽ nói kỹ một chút về cái công dụng của cái sản phẩm này. Cái serum Gen Z White Acne nó sẽ giúp ngừa mụn, giúp làm giảm sưng đau do mụn viêm gây ra, loại bỏ ổ vi khuẩn gây mụn, đồng thời chống viêm, ngăn ngừa mụn mới phát triển. Ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ làm mờ thâm sạm sẹo rỗ ra mụn để lại rất là tốt luôn. Đấy, và nó có công dụng là 5 in 1 luôn. Thứ nhất là nó sẽ làm giảm và ngăn ngừa các cái loại mụn. Thứ hai là nó sẽ làm giảm cái hiện tượng gây kích ứng do mụn. Thứ ba đó là nó sẽ kiểm soát lượng dầu thừa, giúp cho da luôn thông thoáng, xe khít lỗ chân lông. Thứ tư là nó sẽ giúp làm mờ thâm sẹo, giúp phục hồi da. Và thứ năm nữa là nó sẽ giúp làm da của chúng ta trắng hồng và mịn màng lên mọi người nhá. Đó, và với cái thành phần của nó là 100% từ thiên nhiên, như là chiết xuất tầm bóp, tức là cái thành phần BHA tự nhiên ấy, thì nó sẽ giúp kiềm dầu, ngăn ngừa mụn phát triển, làm dịu da. Cái thứ hai nữa là cái tinh chất nghệ đỏ, thì nó có hàm lượng curcumin gấp 3 lần nghệ vàng, nhanh liền sẹo và mờ thâm cho chúng ta. Thứ ba nữa là cái thành phần niacinamide, thì nó sẽ dưỡng trắng, xe khít lỗ chân lông và tăng cường đề kháng cho da. Chiết xuất rau má thì chúng ta biết rồi, nó sẽ ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây mụn. Và tinh chất nọc ong thì nó sẽ giúp làm dịu vùng da mụn của chúng ta. Rồi tinh chất dầu mù u thì nó sẽ giúp kháng viêm, ngăn liền sẹo, đẩy nhanh quá trình tái tạo da mới. Đó chính là những cái thành phần quan trọng trong cái sản phẩm này, thì nó sẽ giúp chúng ta đánh bay mụn, mờ thâm, liền sẹo và trắng hồng da cho chúng ta mọi người nhé.